Thưa chị các bạn, thì chiều hôm nay Vũ Chiến qua thăm chú Năm và báo cho chú Năm một tin vui. Chú Năm, đây, con gửi chú. Trời ơi, cái quần đen với áo trắng như chú Hằng mong ước của chị Lan Vĩnh Dũng ở Canada gửi về cho chú. Dạ. Cho chú mở cái coi. Đâu đâu này, chú Năm gì phụ con ơi, nè nắm ngắm ngay đây nè, hai cái áo trắng. Ok, quần đen hả? Dạ, quần đen đó. Trời ơi, rồi chú mặc vừa thử cho chú Năm nè. Chú cầm cái áo trắng nè con, chú Năm coi, nếu mà mặc cái rộng đi con, bóp đi, bóp lại cho chú, mình đi sửa lại một tí. Đây cái nữa nè, cái này nhỏ nè, ấy đi chú mặc chưa, coi con coi tình hình sao. Đâu đổi, mua về đây rồi đổi gì nữa, đâu gửi bả được đổi. Rồi cho đó là mình. Áo này rộng rồi, vàng quá. Dạ. Áo này rộng rồi, thấy rõ rồi. Từ từ để mặc vô coi tình hình sao. Rộng mình đi qua chợ anh bóp lại cái nè. Dạ. Quá chị nút. Cái áo nước ngoài xuống quá chị nút. Này mặc đi lễ hả chú Năm? Đi lễ hả? Dạ. Dạ. Thực là thường thường chú Năm đi thứ bảy chủ nhật hay gì? Dạ. Là cái chùa Linh Lành hả? Hả? Quang từ từ. Quang. Biết rộng rồi. Khổ cho mình biết rộng. Thấy nhớ anh thấy biết rộng. Khoan từ từ cái, để con coi có gì con đi bóp lại cho chú. Đây. Rồi. Gài nút lại coi. Này mới bóp lần, bóp lại phải đo. Dạ đúng rồi, chú Năm phải đi qua tiệm bển nó cho đo hơi rộng rồi. Dạ rồi bây giờ mình thử cái này coi, con thấy cái này nhỏ hơn cái gì nè. Cái này thấy nhỏ hơn phải không, con thấy cũng vừa nè. Cái đó hơi rộng rồi, cái đó size hơi bự. Áo này trắng tươi luôn ha, con chỉ sợ là chật thôi, nếu mà rộng thì mình sửa là được. Đi lễ hả? Đi với nhau rồi vô nó ngồi phải nghiêm trang. Dạ, mặc quần đen áo trắng phải không? Chưa bắt tay không? Phải không? Dạ. Chưa bắn thương đó. Dạ. Hồi đó bệnh nào cũng thương, cũng lo dữ vậy. Dạ. Bên Tinh Lành hả chú Năm? Dạ. Chú Năm mang cái đó đi. Nè, đồ mặc cái này. Cái này con thấy ngon á. Ha. Thấy cái này nhỏ nè. Nhỏ, rồi chọc vô coi. Dạ. Rồi. Cái dừa này chú Năm ha. Gài nút lại đàng hoàng luôn coi. Cái nào dừa mình cho nó dừa, còn cái nào không dừa thì mình đi sửa lại. Cái này ngon nè. Ồ. Trời, chiều nay chơi cái áo thun màu trắng vô ngồi cái cửa rồi. Ý sao? Dạ. Dạ dạ. Dạ 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 biết rồi. Cái này cái áo khoác chú Năm ơi. Trời ơi, cái áo khoác đẹp. Trời ơi, đẹp thiệt. Khoan, để mình thử cái bộ đồ trắng trước đi rồi mình thử áo khoác sao. Để thử coi cái quần coi. Trời ơi, cái quần đẹp quá chú Năm ơi. Hả? Cái quần này chắc phải lên like chút nữa quá chú Năm. Ha. Khoan, mặc vô thử coi. Mình vừa khoan từ từ đi mặc vô rồi có gì mình bóp đo cổ không vừa con sợ chiều dài á ha, chiều dài con thấy nó hơi dài nè, mình yêu cầu nó vừa bề ngang cái mình, cái chiều dài thì mình lên like là ok. À giữ à. Dạ đúng rồi, dạ, chứ đâu có khi nào mà vừa được y như mà mình may. Dạ. Cái mình canh theo quần này mình sửa ha. Dạ. Trời ơi, móng giò gì dữ vậy? Cái gì cũng gân luôn vậy?
đừng có đau. Trời ơi, ngày mai con cái cắp bơm rồi. Thì chú không ấy đi để ngủ nó dính vô cái mụn đau chịu gì nói. Đâu có thường nó cắt. Trời ơi, ngày mai để hồi con cắt cho. Bỏ quần đầu quan cho lịch sự coi. Quá rồi, quần. Bữa nay được đường đi cưới vợ luôn à. Đúng quá không bỏ quần được. Để vừa. Vừa. Khoan. Không phải cái móc. Đây nè, cái móc này vô đây nè, chú Năm, cái móc trước vô đây nè. Đó đó, cái móc trắng này vô. Móc trắng đây nè. Đây nè, đó, đây nè. Ơ, nút trong à. Đúng, nó. Vô chưa? Sao chẳng lớt cái quả đó. Khoan để con tắt máy cho. Đây, cái lưng thì vừa, mà cái đùi với cái đó là mình phải lên like. Lên like với bớt cái ống lại tí. Cái lưng là quá vừa rồi. Cha mẹ ơi, bữa nay đi đâu đẹp trai dữ trời. Hả? Đâu đâu, chú Năm bước lại, chú Năm nhìn vô kiến cái coi. Nhìn vô coi bữa nay nhìn ra mình không? Sao? Tình hình sao? Chú nhìn vô chú kìa, chú nhìn chú trong kiến kìa. Áo này ngon tướng rồi. Mà cái quần này đẹp thiệt chú Năm. Quần giải kaki. Rồi mình sửa lại không sao. Ok. Trời ơi. Đâu bỏ hai tay túi quần coi. Đứng tướng ngày xưa coi, tay kia bên kia nữa. Trời ơi. Cười. Khoan. Đây. Cái áo khoác, Ồ, chú Năm mình lên đồ nhìn thấy cũng đã đời ra. Chú Năm. Chú Năm mình lên gì chừng nào đi được nhà thờ, cái bữa nào đi nhà thờ cho con đi theo quay hình chú Năm coi. Đi qua bển cho mấy ông nhà thờ lé mắt luôn. Trời ơi, trời mấy ông tiếp đón lắm. Dạ. Ồ rồi. Chứ bắt tay được. Vậy là chú Năm nếu mà đi nhà thờ là chú Năm mặc nguyên bộ nè, mặc áo khoác luôn. Đúng rồi. Mặc áo khoác luôn. Trời ơi. Cái quần phải lên like ha, quần lên like. Cái quần lên like chứ bóp bóng nè. Rồi. Đâu kìa, gậy nó nút áo khoác lại coi. Gậy đây nè, cái khoảng tia nè. Công nhận. Nón đen luôn rồi. Nón đen nữa. Nón đen nữa, dài đâu quốc rồi dài màu đen nữa. Rồi. Mắt kiến đen con, để con có mắt kiến đen quá kìa. Có vậy chứ mang chi. Dạ. Tao nói Khoan, từ từ. Để vô đó. Rồi kéo lên. Ôi ôi. Nhìn không ra luôn thiệt á. Sọt hai tay túi áo ơi. Túi áo này là mình chơi áo khoác là phải túi áo. Giữ đẹp. Cái quần phải lên like lại hen chú Năm ha. Bóp ống lại. Dạ đúng rồi. Quá đẹp luôn rồi. Không quá ống rộng chứ. Dạ. Chứ mông là vừa đó. Mông là vừa. Ok. Có cái áo thì cũng hơi rộng, phải bóp lại tí nữa. Cái áo đó rộng. Dạ. Áo đó đem nó là theo là làm ngươi nha. Đúng rồi, lấy cái áo này theo là kêu người ta làm y như cái áo chú đang mặc nè. Dạ. Còn có cái quần nào vừa không là có quần đen cũ mặc đó đó. Dạ. Quần đen này. Rồi, quá đẹp. Nó bóp bóng chứ lần này quan kia. Rồi, chú Năm có cảm ơn chị Lan với anh Dũng một con không? Cảm ơn cô Lan với chú Dũng. Rất nhiều, cảm ơn nhiều. Dạ. Cố giúp cho tôi trong lúc hoàn cảnh khó khăn này. Dạ. Thành thật cảm ơn. À, chú Năm con nói chú Năm mà bữa hổm có cái nick gì Dũng Trần vậy bình luận trên cái clip của con á. Cái người ta không biết thì người ta nói là cái đó là chồng của chị Lan. Nhưng mà thật sự chồng của chị Lan là không có biết xài Facebook hoặc là không xài Zalo, không có xài mạng xã hội. Chị Lan anh Dũng gửi đồ cho chú nè. Cái có người bình luận vậy, rồi có những người nói là cái đó là chồng của chị Lan nên chị Lan cũng rất là buồn. Tại vì chị Lan nói là chồng của chị Lan là không có can thiệp vào những chuyện mà chị Lan làm từ thiện. Chẳng hạn như chị Lan gửi đồ về cho chú này nè, là chị Lan tự đi mua đồ, rồi anh Dũng anh không có biết. Là chị Lan tự chị Lan đi hả? Vậy mà có những người nói đó là chồng của chị Lan nên là chị Lan cũng rất là giận luôn. Rồi mấy ngày nay chị Lan cũng không có thèm coi YouTube luôn. Chị Lan cứ nói là mình làm người tốt mà sao người ta cứ soi mói mình hoài này kia. Tốt là ngon lắm. Dạ.
giờ đợi ra giác đó người dân lấy bỏ ra hết. Dạ. Ăn tôi với toàn quốc tôi. Dạ. Lấy bệnh viện ăn tôi. Dạ. Chợ này hai người chợ ai bỏ tôi. Dạ. Nhưng mà chú thấy không, chị Lan Vĩnh Dũng từ hồi đầu dịch giờ gửi hết được gửi quần áo cho chú. Rồi cho bé Thanh chú ngồi đi để mỏi chân. Ngồi gửi cho bé Thanh rồi gửi tiền cho con đừng nấu đồ ăn đồ cho chú nữa nè. Nó vậy đó mà người ta cũng nói này nó kia, bởi vậy chị Lan cũng rất là buồn. Thương. Dạ. Thưa vị các bạn, thì qua cái clip này thì Vũ Chiến cũng mong rằng cái có cái nick mà Dũng gì đó mà bình luận á, là quý vị coi là cái đó không phải là anh Dũng chồng của chị Lan nha quý vị. Cái đó là một người bạn để bình luận thôi, chứ chị Lan anh Dũng thì ở Canada thì không có xài mạng xã hội nên anh Dũng không có can thiệp vào cái sự việc ở Việt Nam. Dạ. Dạ. Dạ dạ, để hỏi con Táo. Dạ thưa quý vị các bạn, thì video của chú Chiến hôm nay đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.